96, Ngô Văn Vinh, 79 tuổi. Ông Ngô Văn Vinh sinh năm 1928, nguyên quán, xã Ngọc Hòa, huyện Dòng Riền, tỉnh Kiên Giang. Song thân là cụ ông Ngô Văn Sự, cụ bà Ngô Ngọc Giàu. Ông là con thứ bảy, trong gia đình có 10 anh em. Năm 1945, vì mến mộ Phật Pháp, nên cha của ông đã di dời về ấp Hòa An, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ông cũng đi theo cha và định cư tại đây cho đến ngày qua đời. Lúc lên 29 tuổi, ông thành hôn với bà Phạm Thị Thấm, sinh được 6 trai 4 gái. Gia đình sống bằng nghề làm ruộng. Tánh tình ông hiền lành, ít nói. Quanh năm gắn bó với thửa ruộng, luống cày, lam lũ, chân lắm tay bùn, nuôi đàn con dại. Nói theo gương của cha, ông dùng chay kỳ, mỗi tháng là 4 ngày và mỗi ngày 2 thời lễ bái nguyện cầu thế giới bình an, vạn dân giải thoát, ông bà tổ tiên siêu sinh tịnh độ. Đối với công tác từ thiện xã hội, ông đều tùy hỷ đóng góp gạo tiền. Những lúc rảnh rỗi, ông cũng thường xem kinh đọc sách. Năm 1998, năm ông 70 tuổi, ông ngã bệnh. Khi thân nhân đưa ông vào bệnh viện đa khoa An Giang, vài ngày sau thì chuyển ra bệnh viện Chợ Rẫy. Ở đây phát hiện ông bị khối u thanh quản, nên kế đó chuyển sang bệnh viện Trung tâm Ung bướu. Khi sang Trung tâm Ung bướu, bác sĩ đề nghị giải phẫu vì khối u đã quá lớn và bệnh cũng đã tiến triển ở giai đoạn cuối cùng. Bác sĩ còn cho biết thêm, biện pháp này chỉ là kéo dài mạng sống của ông tối đa là 5 năm mà thôi. Đồng thời, sau khi giải phẫu xong, sẽ không còn nói chuyện được nữa. Nằm ở đây được 2 tuần, sau khi xuất viện, bác sĩ khuyên rằng, ông về, ông nên bỏ hút thuốc lá đi, nếu ông muốn sống với con cháu vài năm nữa. Bởi vì hút thuốc nó làm cho bệnh này tái phát, cũng như tiến triển nhanh lắm. Qua lần bệnh nhất sanh thập tử này, bà con thân thuộc và các bạn thiện tri thức ghé thăm an ủi, đem Phật Pháp, nhất là pháp môn tịnh độ khuyến tấn ông. Ông cũng cảm nhận kiếp sống thật là vô thường, đời người đầy dẫy những khổ đau. Do đó, ông giác ngộ, phát tâm trường chay, quyết chí tu hành. Sau thời lễ bái, ông ngồi niệm Phật khoảng 30 phút, đồng thời ông mạnh mẽ hăng hái trong các công tác từ thiện xã hội hơn xưa. Thời gian này, đi đâu ông cũng mang một tấm bảng và một viên phấn theo bên mình. Khi có ai hỏi hay muốn hỏi gì với ai, ông ghi chữ vào bảng ấy hoặc dùng đầu gục gặt hay lúc lắc thay cho lời hỏi và đáp. Ông mạnh khỏe được một năm thì bệnh tái phát. Lần này, khối u mọc ra ngoài đúng như bác sĩ đã tiên lượng. Đến bệnh viện đa khoa Cần Thơ giải phẫu, trải qua 2 tuần thì xuất viện về nhà. Bệnh tình dần dần tạm ổn. Các bạn đạo thường hay đến viếng thăm khích lệ, khuyên ông ráng nỗ lực tinh tấn thêm hơn. Bao nhiêu tiền của con cháu cho, ông đều bố thí hết, chứ chẳng dùng xài riêng cho mình. Thời gian này, bệnh khổ của thân giúp ông có cơ hội chiêm nghiệm lời giáo huấn vàng ngọc mà bấy lâu nay mình lãng quên. Mưa nắng trải xuân thu, vội vàng khổ nhọc cầu, sớm hôm lo sinh kế, lãng quên thấy bạc đầu. Thị phi không kết liễu, lắm phiền não ưu sầu, biết rõ đạo cao quý, thế mà chẳng tìm cầu. Một mai vô thường đến, mới biết mình trong mộng, muôn thứ đều bỏ lại, chỉ có nghiệp theo thôi. Khổ đau sanh tử biết rồi, ráng lo niệm Phật để ngồi tòa sen, đừng cam sống phận thấp hèn. Theo bác sĩ cho biết, bệnh sẽ tái phát lần thứ hai và cuối cùng sẽ di căn vào các bộ phận nội tạng bên trong, chứ không như lần đầu, chỉ hướng ra ngoài da, và thời gian mệnh chung tối đa là 5 năm sau khi mổ.
Vậy mà đến năm thứ 9, bệnh mới di căn sang phổi, nghĩa là đã vượt qua sự tiên lượng của bác sĩ là 4 năm. Vào khoảng tháng 9 năm 2007, một hôm bỗng dưng ông đột quỵ. Đến bệnh viện đa khoa An Giang thì phát hiện hai lá phổi có vấn đề. Khi chuyển ra bệnh viện trung tâm ung bướu ở Sài Gòn, bác sĩ khám xong liền đề nghị phẫu thuật vì phổi đã bị ung thư. Chú Năm liền điện thoại cho người anh là bác sĩ Ngô Trung Quân hay để xin ý kiến. Bác sĩ Ngô Trung Quân được tin, đến nơi và nói: "Bây giờ thì anh có ý kiến với các em như thế này. Hiện tại thì cậu đã 79 rồi. Cái sức khỏe của cậu nó kém dữ lắm. Nếu bây giờ mà mấy em nóng lòng muốn giải phẫu thì cậu có thể chết ngay trên bàn mổ. Còn như để cậu thư giãn như vậy đó thì có thể sống kéo dài hơn." Ngừng một tí thì ông nói tiếp: "Thôi, bây giờ anh quyết định với mấy em như vậy. Không cho cậu nhập viện nữa, cũng không có vô hóa chất nữa. Để cho cậu thư thả sống với con cháu 1-2 tháng, rồi cậu sẽ nhẹ nhàng thanh thản ra đi thì tốt hơn." Thấy ý kiến rất sáng suốt, hợp tình, hợp lý, nên mọi người chấp thuận làm theo, bèn đưa ông về nhà. Khi về nhà, ngày nọ chú Năm mới hỏi ông: "Con hỏi thiệt ba có sợ chết không, thưa ba?" "Nếu ba sợ chết, thì thôi con không nói. Còn nếu như ba không sợ chết, thì con nói cho ba nghe." Ông liền lấy phấn ghi mấy chữ: "Đời mà ai không chết con. Nếu ba không sợ chết, thì cái bệnh này cũng là do nghiệp của mình mà có. Vì vậy, ba muốn về cõi Phật, thì bao nhiêu cái nợ mà ba gây trong tiền kiếp hoặc hiện kiếp, dĩ nhiên nó phải đến đòi. Mà nếu ba không chịu trả thì không hết nợ. Thôi thì bây giờ ba chấp nhận trả nghiệp, thành tâm niệm Phật để giảng sanh. Chứ trong lúc này xác thân đây không cứu được, mình chỉ nhờ Đức Phật cứu linh hồn thôi." Ông nghe xong gật đầu đồng ý. Từ đó trở đi, ông không dùng bất cứ một loại thuốc nào. Do bệnh tình tương đối ít hoành hành đau đớn gì cho lắm, nhờ vậy mà ông được rảnh rang chuyên tâm niệm Phật. Các bạn thiện tri thức thường lui tới thăm hỏi, trợ duyên về phần tinh thần. Ông càng hăng hái dụng công nhiều hơn. Cũng từ đó sức khỏe lần hồi suy kiệt, tấm thân tứ đại sắp sửa đến thời kỳ phân ly. Trong khi nội tâm của ông rất an định thơ thới, thần sắc điềm tĩnh, không lộ nét thống khổ lo buồn. Ngày 19 tháng 11 năm 2007, ông mệt nhiều. Chú Năm liền mời đồng tu đến cầu nguyện và hộ niệm cho ông. Trong những cơn bức ngạc thân tâm, hành hạ ông lúc này dữ dội, cứ xoay trở, lăn lộn mãi, ít khi nào được yên. Đang nằm thì ông nhờ người thân đỡ dậy, chưa bao lâu thì phải nằm xuống. Chư đồng đạo hết lòng khuyên ông phải ráng nhẫn chịu, đồng thời trong lòng cũng phải xả bỏ muôn duyên, cố gắng niệm Phật, hầu thoát ly cõi đời đầy đau khổ này, để giảng sanh về cõi Phật, cảnh giới an vui. Mỗi lần được khuyên nhắc, an ủi như vậy, ông đều gật đầu, lộ nét đồng ý vui mừng. Đến 3 giờ 50 phút chiều ngày 21, mọi người đều đang vây quanh hộ niệm. Ông nhờ đỡ ngồi dậy, hướng mặt về bàn Phật, hai tay chắp lại rồi xá xuống khấn nguyện chi đó. Dày lâu, ông nhờ đỡ nằm xuống. Chú Năm bèn nói với ông: "Ba có sợ chết không? Xác thân này chắc phải bỏ chứ không cứu được. Bây giờ mình chỉ thành tâm niệm Phật, nhờ Đức Phật cứu linh hồn mà thôi." Ông gật đầu rồi nằm im. Thần thái lúc này tươi tỉnh an nhiên, bệnh khổ không còn hoành hành bức ngạc nữa. Kế đó, ông tự sửa tay chân ngay ngắn trang nghiêm, đồng thời nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng trong âm thanh vang rền của câu hồng danh giảng đức. Khi ấy, đúng 4 giờ chiều, ngày 21 tháng 11 năm 2007, ông thọ 79 tuổi. Hộ niệm thêm 5 tiếng đồng hồ sau đó,
thì thấy khắp nơi trên cơ thể đều lạnh, duy chỉ có trên đỉnh đầu rất nóng. Tay chưa đụng vào da, chỉ đưa tới tóc thôi mà đã nghe nóng hực. Gương mặt thì hồng hào sáng đẹp, rạng rỡ niềm hân hoan. Thuật theo lời Ngô Văn Nhâm, con trai thứ năm của ông. Chín mươi bảy, Long Thị The, 83 tuổi. Những người trong ban hộ niệm sầm sì với nhau rằng bà cụ ở Cả Dứa yếu hơn cô Hai nhiều, mà hộ niệm suốt một tuần lễ bà mới đi. Còn cô Hai đây không biết mấy ngày. Bà đang nằm nghe thế, liền ứng thinh đáp gọn lõn: không có lâu đâu. Quả đúng như vậy, tới 6 giờ tối, hơi thở của bà ngắn dần. Đúng 8 giờ thì bà nhẹ nhàng ra đi. Trước khi bà ra đi, thì môi bà nhép đủ 3 lần câu Nam Mô A Di Đà Phật. Bà Long Thị The, sinh năm 1929, cư ngụ tại ấp Tân Quế, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp. Thân phụ là cụ ông Phạm Văn Mùi, thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Chính. Năm 20 tuổi, bà kết hôn với ông Trần Kim Sơn, nguyên quán tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Cha mẹ bà gả bác rể do gì bà là con gái duy nhất của hai ông bà. Sau khi kết hôn, bà sinh được 5 trai, 2 gái. Tính tình bà rộng rãi, không ích kỷ, bo bảo thủ, nhất là những hiểu biết, những kinh nghiệm quý báu về nấu nướng hay làm ăn, bà đều hướng dẫn, truyền đạt lại cho mọi người xung quanh đồng được lợi ích. Đối xử từ gia đình ra đến lối xóm chòm riêng, bà đều từ ái hòa nhã. Bà thường răn dạy con cháu: nghèo cho sạch, rách cho thơm. Không gian tham dù là nhỏ nhặt như trái cà trái ớt cho đến cây kim cọng cỏ. Chồng của bà trước kia tham gia kháng chiến chống Pháp. Khi đã lập gia đình thì vừa lo làm ruộng, vừa cày đất mướn bằng máy móc cơ giới, cũng vừa tham gia phong trào chấn hương Phật giáo tại miền Tây Nam Bộ, và ông đã nhận chức vụ hội trưởng của xã suốt 2 nhiệm kỳ. Sau năm 1975, ông đã mạnh mẽ chuyên lo các công tác từ thiện như bắt cầu, bồi lộ, cất nhà tình thương. Đồng thời, ông cũng có chân trong hội chữ thập đỏ ở địa phương nhà. Năm 1986, ông cùng bà và vài người con phát tâm trường chay giới sát. Ông thường nghiên cứu kinh sách, tinh tấn nỗ lực tu hành, sớm chiều cầu nguyện lấy Phật, trì niệm câu Lục Tự Hồng Danh Vạn Đức. Đặc biệt là ông rất thích tham dự hội Long Hoa. Ngày 22 tháng 5 nhuận năm 1998, ông bị tai biến mạch máu não. Các con đưa ông vào bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Nằm viện được 3 ngày thì ông đòi về nhà để được hộ niệm. Các con thấy ông bệnh tình chưa đến nỗi gì nên cố nài nỉ khuyên cha tiếp tục điều trị cho tới khi bình phục, nhưng ông không chịu. Các con phải y theo mong muốn của ông, bèn đưa ông về vào ngày 25. Hôm sau là sáng ngày 26, đúng 12 giờ 30 phút trưa, thì ông nhẹ nhàng tỉnh táo an tường niệm Phật rồi trút hơi thở sau cùng, thọ 76 tuổi. Qua 12 tiếng đồng hồ sau đó, tay chân của ông mềm mại, gương mặt hồng hào tươi sáng, tràn đầy nét hoan hỷ tươi vui, đỉnh đầu của ông vẫn còn rất nóng. Vài tuần thất sau đó, có 2 người bạn đạo đồng nằm chiêm bao thấy ông. Ông cho các vị ấy biết rằng hiện giờ mình đang tu với Đức Phật Di Lặc. Khi chứng kiến ông chồng ra đi có những dấu hiệu tốt đẹp, bà càng tin tưởng tuyệt đối vào pháp môn niệm Phật. 3 năm sau, 2001, bà bị tai biến mạch máu não, liệt nửa người và nhiều lần tái phát sau đó. Khớp xương bả vai xệ xuống, khớp khuỷu tay và các khớp ngón tay đều co quéo lại, từ từ cứng đờ, không còn mặc áo được nữa. Thần Quyến phải thay đổi hoàn toàn y phục bằng giấy thun. Xưa này, nhà bà thường có các bạn đồng tu tới lui giảng giải Phật Pháp, khuyến tấn gia đình bà cố gắng hành trì pháp môn tịnh độ. Do gì đã tu hành mười mấy năm trường, đùng một cái bệnh khổ ập đến, bức bách, khốn đốn, khó kham nhẫn, nên bà có mối hoài nghi canh cánh nơi lòng. Tại sao trước mắt mình thấy có rất nhiều người
đâu ăn chay làm lành, đâu có tu hành lại Phật niệm Phật gì, mà họ lại khỏe ru. Còn mình sao lại ra nông nỗi thê lương thế này? Các thiện tri thức biết được nỗi hoài nghi của bà như thế, mới giảng rõ về lý nhân quả thông ba đời cho bà nghe. Những người hiện giờ không tu, đôi khi rất hung ác, mà nhàn nhã thung dung, hưởng vinh hoa phú quý, là họ đang hưởng những nhân phước ở quá khứ. Tức là trước đây, một hoặc nhiều đời nhiều kiếp, họ đã hành thiện tích đức. Khi mà hưởng phước hết rồi, thì họ phải thọ những quả báo khổ của nhân mà hiện tại họ đang gây tạo. Còn mình hiện tại tu hành, gieo trồng phước thiện, mà lại lâm vào cảnh bệnh tật hay hoạn nạn khốn cùng đầy đau thương tan tóc, thì nên biết, ở quá khứ, mình đã gieo tạo rất nhiều hạt giống xấu ác. Giờ phút này nó đã chín mùi, còn nhân thiện hiện nay đang gieo chưa kịp ra qua kết quả. Cho nên mình phải tin sâu lý nhân quả báo ứng xuyên suốt cả ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai, không bao giờ sai chạy, dù chỉ một tơ hào chi ly nhỏ nhặt nào. Trồng dưa nhất định phải hưởng dưa, trồng ớt thì chắc chắn phải ra bông trái ớt. Do đó mà cần nên hoan hỷ đón nhận trả nghiệp. Nghiệp giữ hết rồi thì nhân thiện, quả thiện sẽ đến, đừng hồ nghi mà thối tâm, lui sụp sự tu tiến của mình. Nghe xong, bà thực sự tiếp nhận, nghiệm xét lời khai thị của cổ đức, bà chuyên tâm niệm Phật để mai kia nhất định thoát đi bể khổ sanh tử luân hồi. Đời dơ bẩn, xa trong bát ngát, gót hồng trần lưu lạc mấy xuân, lòng riêng luống những bâng khuâng, ráng tu thoát kiếp trầm luân khổ phiền. An dưỡng quốc ấy miền chân thật, nên thành tâm niệm Phật là hay. Hương nguyện một nén xa bay, hướng về cực lạc hôm mai khẩn cầu. Đời dâu bể, bể dâu lắm độ, cảnh khổ đau, đau khổ thê lương. Nguyện nương đấng đại y dương, nhờ ngài dắt dẫn ra đường u mê. Xót thương nỗi khổ về vật chất, hại nhau gì giọt mật hư danh. Kiếp luân hồi mãi lanh quanh, mà ba đường ác đã thành gia cư. Giấc mơ tỉnh bây trừ tuổi thẹn, bước quy tay ráng thẹn tu mà. Lầu cao rồi ánh trăng ngà, kiếp người luẩn quẩn bệnh già kế bên. Từ nay giữ lòng bền niệm Phật, quyết một lòng nắm chặt đài sen. Việc đời mặc tiếng chê khen, cuộc đời mặc kẻ đua chen sắc tài. Đường sinh tử an bày trước mắt, bước khổ vui dè dặt mà trông. Đã hay lửa đỏ sen hồng, đắng cay bao cũng giữ lòng sắc son. Thôi thì gắn xiên bọn công đức, thôi thì rèn niệm lực tinh chuyên. Nguyện xin về cõi Bảo Liên, để không còn nổi thảm phiền tử sanh. Từ đó về sau, đĩa cách thức hành trì pháp môn Tịnh Độ của Như Trúc trích tuyển từ Thi Văn Giáo Lý và Hiển Đạo, bà mở nghe quanh năm suốt tháng. Khi không nghe pháp thì mở máy niệm Phật để niệm theo. Cứ xen kẽ thay đổi nhau, không cho hở trống phút giây nào. Nhờ vậy mà bà tâm tâm nhàm chán, sát thân đầy nhơ bẩn khổ đau, ý ý khẩn thiết nguyện sanh về cực lạc thế giới. Nên sự niệm Phật của bà ngày một khẩn thiết tinh chuyên. Bao nhiêu tiền của người thân hoặc con cháu cho bà, hoặc nhà nước trợ cấp, bà đều bố thí sạch sẽ. Bà thường dặn dò các con khi mình qua đời, quần áo chỉ mang theo một bộ thôi, còn lại để hiến tặng cho những người túng thiếu bần hàn, vì chôn dưới đất hư mục rất uổng phí. Đến ngày 8 tháng 12 năm 2012 thì bà bị sốt, bệnh tình càng lúc nặng dần, điều trị dây dưa. Đến trưa ngày 15, khi cô Sáu đang đút cháo cho bà đến muỗng thứ ba thì bà cắn muỗng lại và không ăn nữa. Rồi bà kêu cô Sáu gọi điện thoại mời bà hộ niệm. Chương trình hộ niệm cũng bắt đầu từ chiều hôm ấy. Từ đó trở đi, bà luôn luôn nhắm nghiền đôi mắt, bất cứ ai hỏi gì bà cũng mở mắt ra rồi khoát tay và kêu: "Thôi, để niệm Phật." Sáng ngày 16, do thấy sức khỏe của bà còn sỏi quá, nên những người trong ban hộ niệm sầm xì với nhau rằng: "Bà cụ ở Cả Dứa yếu hơn của Hai nhiều, mà hộ niệm suốt một tuần lễ bà mới đi, còn của Hai đây không biết mấy ngày." Bà đang nằm nghe thế
liền ứng thinh đáp gọn lõn: "Không có lâu đâu." Quả đúng như vậy, tới 6 giờ tối, hơi thở của bà ngắn dần. Đúng 8 giờ thì bà nhẹ nhàng ra đi. Trước khi bà ra đi thì môi bà nhấp đủ 3 lần câu Nam Mô A Di Đà Phật. Hiện tượng ấy làm cho mọi người vô cùng vui mừng. Khi ngân gian âm thanh có hồng danh tiễn biệt bà về An Dưỡng Quốc. Hôm ấy, nhằm ngày 16 tháng 12 năm 2012, bà hưởng thọ 83 tuổi. 6 giờ sáng hôm sau, tức là ngày 27, qua hơn 10 tiếng đồng hồ kể từ lúc dứt hơi, gương mặt của bà hồng hào tươi sáng, miệng tự ngậm kín lại, đỉnh đầu rất nóng, trong khi toàn thân đều lạnh. Thời điểm này vào mùa đông, khí hậu cực lạnh, đặc biệt là các khớp xương mềm mại, hy hữu, lạ lùng. Vì các khớp bị dị tật đã cứng đơ cứng rộng trên 8 năm, hàng ngày không kéo ra được mà bây giờ tự động duỗi thẳng ra bình thường. Lúc sanh thời, con bà thường nói với bà: "Chắc nữa chừng nào vú mất, phải lấy dao lam cắt gân mới mặc áo mới liệm vô hòm được." Bà đáp: "Không có đâu, để chừng đó nó thẳng rang ra chứ gì mà phải lo." Con bà cứ ngỡ đó là câu trả lời cho suông qua thôi, nên không mấy chú ý. Chẳng ngờ lời nói đó lại trở thành hiện thực. Hơn một tuần lễ sau, có cô Năm nhà bên kia sông nằm mơ thấy bà. Bà cho biết là bà đã về Phật rồi, thuật theo lời Trần Thị Kim Cúc, cô con gái thứ sáu của bà. Chính 18. Bùi Văn Ti, 69 tuổi. Người xưa dù đã biết trước ngày giờ về giới Phật, nhưng các vị ấy vẫn rất thận trọng và càng nỗ lực dụng công chí thiết nhiều hơn, không dám mảy may buông lời kinh suất. Ngày nay, những hành giả tịnh tông cần ghi nhớ kỹ điều này. Ông Bùi Văn Ti sinh năm 1920, nguyên quán thị xã Long Xuyên, song thân là cụ ông Bùi Văn Nhượng và cụ bà Huỳnh Thị Cửu. Ông thứ năm trong gia đình có 6 người con. Năm 20 tuổi, tức năm 1941, ông kết hôn với bà Phạm Thị Tiên, sanh được 7 người con. Nghề nghiệp của ông là quân nhân chuyên ngành cảnh sát. Phần bà thì quanh năm tảo tần, buôn bán rau cải, nuôi nấng đàn con. Đến năm 41 tuổi, năm 1962, ông kế phối với bà Hồ Thị Sáu, sinh được 4 trai, 3 gái, định cư tại chợ Vĩnh Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Ông chuyển sang nghề hớt tóc và viết đơn, còn bà thì bán thức ăn, bún, hủ tiếu. Tính ông hiền hòa, vui vẻ, cởi mở, miệng thường hay ca hát líu lo. Đời sống sinh hoạt rất ngăn nắp, chừng mực, ưa chuộng sự sạch sẽ, thơm đẹp. Ông rất quan tâm trong việc dạy dỗ các con ngay từ thuở bé thơ, từ hạnh nết cho đến lời ăn tiếng nói, sao cho đừng mất lòng mọi người, nhất là ráng nhường nhịn. Có lần, con ông lân la nô đùa với lũ trẻ đồng trang lứa, bỗng gây gỗ. Cha chúng đến nhà vừa chửi mắng, vừa nắm xé áo của ông. Ông tư vui bình thường, giả lả đôi ba câu rồi cho qua, xem như không có chuyện gì xảy ra. Hoặc có những lúc bà vợ cãi giả với người ngoài, ông đều khuyên can nhẫn chịu. Tâm tánh phải hôm mai bình tĩnh, lúc nào cũng dặn lòng nên nhịn. Nhịn tiếng đời, nhịn tánh muốn ham, nhịn thói quen theo lối tục phàm, nhịn cay đắng khi làm đạo đức, nhịn cho được lúc người chọc tức, nhịn những điều thử thách của đời. Nhịn chừng nào khỏi nhịn mới thôi. Lúc còn phải nhịn, thời ráng nhịn. Nhịn càng mạnh, nghiệp càng không dính. Sức nhẫn nhiều, sớm định tâm nhiều. Dục ý dù lớn mấy cũng tiêu. Ráng nhịn được những điều khó nhịn. Thân còn tạm, huống gì chung đỉnh. Vật trên đời đâu đặng dài lâu. Vì mến yêu mà phải ưu sầu. Xưa đã thế, nay đâu khác được.
Mặc dù hoàn cảnh kinh tế gia đình rất khó khăn, eo hẹp, nhưng ông vẫn nhín ra một ít tiền mua thuốc Tây để sẵn, hoặc sưu tầm thêm một số thuốc Nam, rồi chủ động biếu tặng những người trong thôn xóm ốm đau khi trái tiết trở trời. Vào khoảng năm 1978, bà vợ của ông bị trúng gió rồi chết. Toàn thân đã cứng đờ, màu da bầm tím như trái mồng tơi, các nơi đều lạnh, duy chỉ còn vùng ngực ấm nóng lạ thường. Thân quyến đã chuẩn bị đầy đủ các thứ để lo hậu sự. Đến ngày thứ năm, ông mời bà con lối xóm và những cư sĩ tại gia đến cầu nguyện liên tiếp 3 hôm. Trong đêm thứ ba, đột nhiên bà từ từ sống lại. Thời gian ngừng thở là đúng 1 tuần. Trải qua mấy tháng sau, sức khỏe của bà mới hoàn toàn bình phục. Khi tỉnh lại, bà tường thuật những gì đã thấy nghe trong suốt khoảng thời gian 7 ngày đó. Cũng từ ấy, cả gia đình ông đồng phát tâm trường chay, niệm Phật tu hiền, sáng chiều 2 thời lễ nguyện. Hai ông bà đối nhau như bạn đạo và giữ tịnh giới. Trước kia bà bán thức ăn mặn, bây giờ đổi lại món chay. Tính tình bà trở nên hiền lành, hòa ái, khác hẳn với thuở xưa. Đồng thời, bà được chư đồng đạo rước đi các nơi để kể chuyện. Rất nhiều người nghe rồi bèn tương trao giới sát, làm lành lánh dữ, tinh tấn niệm Phật tu hiền. Nhờ nhân duyên này, ông tỏ ngộ tường tận hơn về nhân quả báo ứng. Một mai tấm thân tứ đại giả tạm này tan hoại, thì linh hồn còn phải đi đầu thai tìm một tấm thân mới. Mà thân sao đẹp hay xấu, khổ đau hay sung sướng đều tùy thuộc trọn vẹn vào nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình đang gây tạo hiện giờ. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy, trồng dưa đặng dưa, trồng đậu hưởng đậu, không sai lệch một mảy may tơ hào nào cả. Cũng từ đó, ông bắt đầu giao tiếp với các bạn đạo như ông Hai Mung, ông Bảy Phương, vân vân, và các nam nữ trẻ tuổi khác. Đặc biệt là ông rất kính trọng những người tu, say mê nghe đạo lý lắm. Mỗi lần cô Năm ở chùa Phước An gần nhà ghé thăm, sau khi chuyện trò một hồi, lúc xin cứu về, ông thường cố mời ở lại. Con nói chuyện Phật Pháp cho cậu nghe nữa đi. Con bận công việc nên phải về cậu Năm ơi. Còn ráng ở lại một chút nữa đi. Hình như đối với hết thảy các thiện tri thức, ông đều có thái độ y như vậy. Ông ít đọc sách, thường chỉ xem kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân và quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Mặc dù kiến thức về Phật Pháp chẳng có gì nhiều, nhưng sự hành trì lễ niệm của ông lại chí thành cung kính, tín tâm đối với lý nhân quả và pháp môn tịnh độ thì rất kiên định. Ông thường nói với mọi người, ráng niệm Phật chỉ một kiếp này về Tây Phương thôi, chớ không có về cõi nào hết. Sau thời lễ nguyện, ông thường đứng thẳng trước ngôi Tam Bảo, tay lần chuỗi tràng niệm Phật khoảng 30 phút. Cách niệm của ông là câu này dính liền câu kia, âm thanh vừa đủ nghe. Đối với các công tác từ thiện xã hội, ông rất nhiệt tình hưởng ứng bằng công sức của mình. Hàng ngày, vào khoảng 4-5 giờ chiều, ông thường cầm chiếc giỏ đệm và con dao đến chùa hoặc đi theo lối xóm. Thấy ai có trồng bông như bông trang, bông điệp thì ghé vào xin về chân trên bàn thờ. Ông thường khoe với cô Năm và cô Bảy. Kìa, con xem, huy hoàng rực rỡ, nhìn mà lòng thơ thới vô cùng. Đi xin hoài, riết rồi cũng cảm thấy áy náy, nên ông bèn sưu tầm giống về trồng gần nhà. Từ đó trở đi, hoa tươi khoe sắc đua nở 4 mùa. Công phu của ông cứ bình thường đều đặn và thầm lặng như thế hơn 10 năm. Đến khi 69 tuổi thì sức khỏe ông bắt đầu suy dần. Vào khoảng đầu tháng 8 năm 1989, ông ngã bệnh, bèn bảo các con đưa ông ra Mỹ Xuyên nhờ cô con gái thứ tư là Tư Xuân chăm sóc về nhà gần bệnh viện thị xã. Thời gian ở đây khoảng 3 tháng, ông đã 3 lần nhập viện, mỗi đợt độ khoảng 1 tuần.
bác sĩ chẩn đoán là suy nhược cơ thể và nghi ông bị nhiễm lao do dốc dáng quá ư khô gầy. Thấy cô con gái mãi lo kinh doanh nhiều quá nên ông thường khuyên cô: "Thôi, con bớt lại để lo niệm Phật tu hành đi con, kẻo không có kịp. Ngày xưa, ba cũng đã từng đếm tiền nè con, nhưng mà rồi cũng đành phải phủi trắng tay." Lần nhập viện sau cùng, thấy bệnh tình của cha ngày càng trầm trọng. Vì thương cha mình quá, cô muốn cha mau mạnh như lời đề nghị của thầy thuốc, nên cô khuyên ông trở đũa dùng mặn. Ông từ chối: "Sao con mê muội quá, đời người ai mà chẳng chết, mà chết cũng chỉ một lần thôi, tới số rồi ăn mặn nhắm có sống được không?" Vì biết bệnh trạng của mình, thuốc men lúc bấy giờ đã hoàn toàn bất lực, thế nên khi xuất viện, ông về thẳng trong Vĩnh Thành nhằm ngày mùng 2 tháng 11 năm 1989. Hay tin ông bệnh nặng, chư đồng đạo hay tới lui ghé thăm, an ủi, khuyên nhắc ông phải gấp rút buông xả muôn duyên để cố gắng niệm Phật. Ông thường đáp lại rằng: "Tôi nhất định về với Phật, chớ không có về chỗ nào hết." Sáng ngày 19 tháng 11 năm 1989, ông bảo cô Tư Hồng: "Con ra nói mẹ, làm cho cha một tô bún, nhưng đừng để giá và rau sống, nghe không? Hôm nay là ngày 19, ba ăn xong là ba tuyệt thực luôn, ba không ăn nữa. Ba chỉ uống nước cúng thôi, để ba súc cái mình của ba cho sạch. Bởi vì ba đi." "Ba đi đâu thưa ba?" "Ba đi theo Phật." Từ đó trở đi, ông tuyệt nhiên chẳng ăn uống thứ gì cả, duy nhất chỉ thỉnh nước cúng Phật để uống mà thôi. Bệnh của ông càng ngày càng tăng dần. Một hôm ông nói với bà: "Lúc tôi đi theo Phật mà bà khóc lóc kêu réo tôi là bà ác lắm đó." Đến ngày 22, gia đình tổ chức cầu nguyện cho ông liên tục 3 đêm. Chiều tối hôm ấy, ông kêu cô Năm và cô Bảy đến bên cạnh mà nói: "Hai con lại đây, cậu nói cho nghe." "Cậu nói gì thưa cậu?" "Kìa, coi kìa, Hằng Hà Sa Số Phật, đẹp hết sức đẹp, mà vui quá con ơi." "Ở đâu, sao con không thấy?" "Kìa, Phật kìa, Phật cho biết 3 ngày nữa, Phật rước cậu về Cực Lạc." Khi hai cô về chùa, ai cũng hồ nghi trong lòng, bởi vì nhận thấy rằng, ngoài hạnh nhẫn nhường, kính người tu và thích nghe Phật Pháp ra, ông đâu có điểm gì nổi bật, nên hai chị em thường xì xầm với nhau: "Cậu Năm tu hành cũng bình thường quá mà, đâu có gì bao nhiêu, sao mà ông ấy nói ông ấy thấy Phật, thiệt là không biết ổng có nói sảng hay không." Sáng ngày 25, con cháu các nơi tự thông báo với nhau rồi lần lượt tề tựu về đông đủ. Ông ngừng ăn đã đúng 1 tuần nên giọng nói rất yếu nhưng vẫn còn nghe rõ. Ông nằm trên giường dặn dò mọi chuyện, nào là việc đào huyệt, nào là việc đi hỏi ông Út bạn của ông, xem coi 2 giờ chiều này ông theo Phật có ảnh hưởng gì về chuyện làm ăn của con cháu hay không, cho tới việc chuẩn bị khăn đắp mặt cho ông nữa. Mọi người thì cứ vâng dạ nhất nhất đều làm theo lời ông, nhưng chuyện ông nói là ông theo Phật thì dường như chẳng mấy ai tin cả. Ông còn dặn: "Khi mà ba theo Phật rồi, các con đừng có chụp hình nghen. Nếu ba chết, các con chụp hình ba thì được. Còn cái này ba theo Phật nên đừng có chụp hình." Kế đó có khách đến thăm, hỏi chuyện qua lại 2-3 câu, rồi ông nói: "Một lát nữa đây tôi ra đi, cho tôi gửi gắm vợ và các con của tôi lại đây cho các anh chị em mình. Các anh chị em mình tha thứ những lỗi lầm, bởi vì chúng nó còn nhỏ dại quá. Nhờ các anh chị vui lòng dạy dỗ, khuyên bảo chúng nó giùm, tôi rất mang ơn." Khi khách đã về hết, chú rể thứ Năm mới hỏi ông: "Ba ơi,
Chừng nữa bà muốn cái giỏ bày lớn. Ông đáp, thôi, vừa vừa thôi con ơi, ít, ít tiền, chứ con đừng mua thứ đắt tiền quá, ba không chịu. Kế đó, ông nhờ tắm gội sạch sẽ, đàn ông theo Phật. Khi tắm xong, ông bảo cô Tư Hồng, con bà vợ kế. Con dẫn chị Tư con, tức con bà vợ cả, ra ngoài tiệm mua cho ba chai dầu thơm để xịt xung quanh. Lúc hai người quay về, cầm chai dầu đưa cho ông. Xem xong, ông nói cô Tư Hồng, người ta đi theo Phật mà chị Tư con nó hà tiện. Chai dầu này là chai dầu gióm nè, hôi rình hà. Thôi, trả chai dầu này lại cho nó đi con. Con trở ra ngoài. Con mua chai dầu xịn, bao nhiêu tiền con trả đi. Chớ chị con mua chai dầu này không có được. Chai dầu này là chai dầu gióm. Khi mua chai dầu khác đem về, xịt lên mình ông và khắp hết chung quanh giường nằm theo lời ông yêu cầu. Chẳng mấy chốc, đột nhiên thần sắc ông bỗng dưng biến đổi lạ, tâm trí không còn tỉnh táo sáng suốt bình thường nữa. Các con khuyên nhắc niệm Phật, ông không chịu niệm. Đang trong tình trạng bối rối bất ổn, thời may cô Năm ở chùa Phước An đi thỉnh thuốc giùm cho bệnh nhân trên đường về chùa. Đi ngang qua, cô thấy trước sân rất đông người đang che rạp. Cô bèn thẳng vào nhà sau, bước vào phòng thấy cảnh huống nguy ngập. Cô bèn trở ra nhà trước, đốt hương rồi quỳ dưới bàn thờ Phật, thành tâm khấn nguyện, đọc tên họ của ông, cầu mười phương tam bảo từ bi gia hộ cho ông tỉnh táo để ông niệm Phật giảng sanh. Chừng quay vào thì ông bình thường trở lại. Cô lại gần hỏi ông, cậu có biết con là ai không? Biết, nằm chùa cho ai. Bây giờ con niệm Phật, cậu niệm theo con nghe. Cậu niệm Phật để cậu về với Phật cho khỏe. Nếu mạng sống còn thì mình hết bệnh, nếu mạng số hết thì mình giảng sanh Tây Phương. Thế là cô cất tiếng niệm, ông liền niệm theo. Thế vậy gia đình mời cô bước lên giường, ngồi xếp bằng ở phía trong, còn vợ con thì ngồi ghế ở phía ngoài. Thường ngày ông không cho bất cứ người thân nào lên giường của ông đang nằm hết. Bây giờ trời đã 12 giờ trưa. Niệm được một lúc, nghe tiếng niệm của ông lớn quá. Cô Năm sợ ông mau đuối sức nên khuyên, thôi cậu Năm ơi, cậu niệm nho nhỏ đi cho đỡ mệt, để con niệm lớn cho. Thời điểm hiện tại địa phương này, chương trình hộ niệm chưa được phổ biến. Phần đông hiếu kỳ đến xem, chứ chẳng ai hiểu chuyện giảng sanh là gì. Thấy ông bệnh nặng, thể lực cạn kiệt, trầm trọng, đoán chắc rằng ông sẽ ra đi trong một sớm một chiều. Phần hậu sự dĩ nhiên là phải kết thúc trong khoảng thời gian không xa, nên mọi người ra ngoài trước để che rạp làm nhà khách. Khi ông có dấu hiệu gì lạ mới tập trung lại. Đôi ba người niệm Phật, còn số đông thì cứ đứng nhìn. Ngồi niệm mãi gần 2 giờ trôi qua, ông kêu khát nước. Cô Năm mới đi thỉnh nước cúng cho ông uống. Uống xong, ông niệm thật lớn, được hơn 10 câu. Cô Năm bèn nói với ông, thôi cậu Năm ơi, cậu niệm nho nhỏ, để con niệm lớn là được rồi. Ông liền đổi lại nhỏ vừa đủ nghe. Khi được vài mươi câu, ông hỏi, mấy giờ rồi con? Cô Tư bèn nhìn đồng hồ, thấy 1:58, tự nhiên cô giật thót cả người. Vì ông nói 2 giờ chiều nay là ông theo Phật. Cô liền đáp, tới giờ rồi, thưa ba. Ông đang ở tư thế nằm ngửa, bèn tự nghiêng mình sang bên phải, theo thế kiết tường. Tay trái kê đầu, tay phải xuôi theo thân, rồi im lìm nhẹ nhàng dứt hơi. Lúc ấy đúng 2 giờ chiều, ngày 25 tháng 11 năm 1989, ông thọ 69 tuổi. Sự ra đi của ông quá ư nhanh lẹ và im lìm. Cô Năm ngồi bên cạnh vẫn không hay biết gì cả. Cô Tư Hồng bèn kêu, niệm Tây Phương tiếp dẫn đi chị Năm. Cô Năm không tin rằng ông đã ra đi, nên vẫn giữ nhịp niệm Phật đều đều như cũ.
vì từ lúc vào cho tới giờ đã trải qua 3 tiếng đồng hồ. Cô chỉ nghĩ là mình niệm Phật cho ông niệm theo để ông khỏe, và cô ngồi niệm Phật để cho gia đình vui vậy thôi, chớ không ngờ rằng ông theo Phật đúng như lời ông đã mách trước. Cô Tư chờ hoài không thấy cô Năm phản ứng gì hết, bèn lặp lại một lần nữa: niệm Tây Phương tiếp dẫn đi chị Năm, ba em mất rồi. Khi biết ông đã thật sự ra đi, cô Năm cũng hết sức kinh hoàng, bèn chuyển sang niệm Tây Phương tiếp dẫn. Thân quyến và đồng đạo ở phía trước ùa vào, chẳng hiểu sao không ai bảo ai, cùng nhau tự động đồng quỳ xuống nền nhà đất, đồng thanh niệm Phật lớn lên, âm thanh vang dội cả vùng. Cũng trong lúc đó, những liên hữu đang làm ngoài ruộng nhìn thấy những tia sáng xẹt trên nóc nhà của ông. Bên kia sông, má của ông Tư Xuân cùng với vài bà cụ nữa cũng đồng trông thấy như thế. Sau khi tang lễ đã hoàn tất, một chuyện khá lạ lùng là những cuộn phim mà các con cháu đã chụp ông khi đem đi rửa đều trắng tinh, không có hình ảnh gì cả. Thuật theo lời Bùi Ngọc Xuân, Bùi Ngọc Xuân Hồng, hai con ông và đồng đạo Đỗ Thị Năm, Đỗ Thị Bảy. Chín mươi chín, Nguyễn Đức Lợi, 17 tuổi. Em Nguyễn Đức Lợi sinh năm 1998, cư ngụ tại ấp Thới Thạnh, phường Thới Long, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Cha là ông Nguyễn Văn Ngon, mẹ là bà Lê Thị Hạnh. Em là con út trong gia đình, và em có 3 người chị gái. Từ lúc chào đời, em đã bị bệnh mãi cho đến năm lên 4 tuổi. Lúc 6 tuổi, năm 2005, lại xuất hiện một trận bệnh thập tử nhất sanh. Các bác sĩ đều tiên lượng thọ mạng của em không quá 24 tháng. Nhưng lùi hùi mọi chuyện cũng tạm xuôi qua. Khi lên 10 tuổi, 2008, bỗng nhiên lặp lại một lần nhất sinh thập tử nữa. Trải nhiều năm tháng, em kết bạn tri kỷ tri âm với bệnh viện, nên cơ bắp tay chân của em có dáng dốc quá ư khiêm nhường. Nếu như chỉ nhìn gương mặt của em không thôi, thì nét đầy đặn, tròn trịa tươi sáng hiện ra rất rõ rệt, và không ai nhận biết ra rằng em là nạn nhân của bệnh tim bẩm sinh. Cho nên cứ không bao lâu thì gia quyến phải đưa em vào bệnh viện nghỉ mát khoảng 1 tuần trăng. Mà sự việc cứ lặp đi lặp lại đều đặn như thế. Tính tình của em rất ngoan hiền, lễ phép, dường như xuất phát từ thiện căn của quá khứ thì đúng hơn, bởi vì chẳng ai chỉ dạy cả. Đặc biệt là tính cách điềm đạm, trầm tĩnh, chững chạc của một người lớn lại có đủ nơi em, nơi đứa bé chỉ mới lên 10. Chẳng hạn như khi nói chuyện thì em đều dạ thưa, lúc nhận quà, bất cứ là ai cho gì, nhiều hay ít, em cũng đều nhận bằng hai tay. Nhận xong rồi thì cúi đầu nói cảm ơn. Nếu cha cho, nhận xong cúi đầu rồi nói con cảm ơn cha. Nếu mẹ cho thì nói con cảm ơn mẹ. Thỉnh thoảng thấy cha mẹ bất hòa cự cãi với nhau, em liền chạy lại ôm mẹ, vừa dùng tay vuốt vuốt vào mình của mẹ vừa nói: mẹ, mẹ thương con, nhịn cha một chút đi mẹ, bỏ qua đi mẹ. Rồi chạy sang cha năn nỉ: cha, cha ơi cha, nhịn mẹ đi cha. Nhìn thấy con mình như thế, cả hai chẳng ai bảo ai, trong lòng đều tan hết mọi não phiền. Còn đến giờ ăn, em đợi cho cha mẹ và chị ăn trước rồi em mới dùng sau. Hoặc khi cha mẹ đi vắng, cơm vừa dọn xong, em cũng chờ chị ăn trước rồi em mới bắt đầu ăn. Mỗi lần cha đi làm về, mồ hôi tuôn đổ dầm về, nhưng em vẫn chạy lại ôm chầm lấy cha để hôn, và chờ cha tắm xong liền nói: cha tắm rồi, cha hôn con một cái đi cha. Lắm lúc cha em sợ lấy bẩn cho con mình nên la rầy không cho, nhưng em vẫn không thay đổi, vì biết cha ngoài miệng là tuy la cách chứ trong lòng rất vui thích. Thấy con tuy lạ đau yếu triền miên, hình hài ốm tâm ốm teo, mà bỗng dưng có được hạnh nết rất ư đặc biệt, vượt hẳn những đứa trẻ khác cùng trang lứa, thậm chí người nhiều tuổi hơn, nên hai ông bà rất đổi hài lòng. Vì đó là niềm an ủi, niềm tự hào lớn nhất, và cảm nghe con tim ấm áp lạ thường.
Gần cuối năm 2008, vào khoảng tháng 11, chị của em từ nước ngoài về thăm nhà. Thấy em mình sao cứ bệnh rề rề hoài, nên nói: "Sanh ra mày á, toàn là mày báo không à. Bệnh hoạn hoài vậy đó. Tới 10 tuổi rồi mà còn bệnh nữa." Em trả lời: "Chị ơi, trên đời này không có ai muốn mình bệnh. Em bệnh em cũng mệt dữ lắm đó chị. Tại chị không có bệnh chị không biết. Tại vì kiếp trước chắc em làm cái gì tội lắm, nên bây giờ em mới bệnh như vậy đó." Năm 2009, cha và mẹ của em phát tâm ăn chay trường tu hiền. Lúc này em vào trường học vừa hết lớp 1. Khoảng tháng 3 năm 2010, đang học lớp 2, em xin với mẹ: "Mẹ ơi mẹ, cho con ăn chay cúng lại chung với mẹ đi. Cho con nghỉ học để con tu. Con bệnh hoạn, con đi học cũng rất là mệt." Cha mẹ em đồng ý. Từ đó, mỗi buổi chiều, em cầm cái bọc và chiếc kéo chạy sát nhà hàng xóm xin bông trang về cúng Phật và lau dọn bàn Phật thay nước cúng mỗi ngày. Tối, em cố gắng theo cha mẹ hành trì đều đặn các công khóa thường nhật. Mỗi lần thấy mẹ làm cá nấu cho hai chị em ăn, trong con vật bị đập đầu, nó giãy giụa đành đạch, lúc mổ bụng thì máu me của nó tuôn ra lênh láng. Cảnh tượng ấy biểu lộ sự đau đớn gớm ghiếc hãi hùng. Thế nên em xin với mẹ: "Mẹ ơi, con thấy mẹ đập đầu con cá con sợ quá. Từ đây sắp lên, mẹ cho con ăn tương luôn đi mẹ." Ban đầu bà còn ngần ngừ, sợ con mình ăn chay sẽ bị thiếu dinh dưỡng vì bệnh đã nhiều năm, trong khi hiện giờ còn đang dây dưa chưa dứt, nên bà đã im lặng phớt lờ. Nhưng em nài nỉ miết, bà nhận thấy con mình tuy nó tuổi đời hãy còn thơ dại, thế mà tầm nhìn của nó lại hợp với lẽ đạo, vượt xa lắm kẻ niên kỷ tuy đã ở vào vị trí trưởng thành. Vả lại, nếu mình tu mà mình ngăn cản không cho con mình ăn chay, sợ e có lỗi, nên bà đành phải tùy thuận nhận lời. Khi thấy em dùng chay, người chị cũng ăn chay theo. Thế là cả nhà đều trường chay giới sát. Một điều hết sức kỳ lạ là kể từ ngày em dùng trường chay, con ma bệnh lần lần biến mất. Dần dà em phát tướng ra. Mặc dù chẳng bằng ai, nhưng vẫn không còn nằm bệnh viện, không còn uống thuốc men gì nữa. Thường ngày cha em đi làm từ thiện, mẹ thỉnh thoảng đi công chuyện. Chỉ còn chị thì lo công việc nội trợ, nên không khí gia đình cũng như đạo tràng rất trang nghiêm thanh tịnh. Suốt ngày em chỉ lo niệm Phật, xem kinh và nghe Pháp mà thôi. Năm em 13 tuổi, ăn chay được 1 năm. Mọi người trong nhà phát hiện một sự việc là mỗi lúc chiều tối em đi giang bùn cho cha, mẹ, và trước khi đi ngủ em chạy lại nói với cha: "Con chúc cha ngủ ngon." Chạy lại mẹ cũng nói: "Con chúc mẹ ngủ ngon." Mà ngày nào cũng như thế. Còn khi giang bùn cho chị thì nói: "Chị đốt cơm cho em ăn, chị giặt đồ cho em, nên em phải giang bùn cho chị ngủ." Những ngày rằm và 30, em thường đến chùa Vạn An, ngôi chùa gần nhà, để lễ Phật. Quyển sách mà em thường đọc là quyển Thi Văn Giáo Lý Toàn Bộ. Còn băng đĩa mà em thường xuyên nghe là đĩa Cách Thức Hành Trì Pháp Môn Tịnh Độ. Nên những khi rảnh rỗi, em thường diễn tả cảnh giới cực lạc cho cha mẹ và chị nghe. Cõi ấy chẳng não phiền đau khổ, tuổi sống lâu vô số vô biên, muốn chi thì được có liền, thân người nào cũng bằng sen quá thành. Cõi ấy vốn trọn lành trọn tốt, cõi ấy không ai chết ai già. Thường ngày có Đức Di Đà dùng thần thông quá hiện ra muôn hình, người nào cũng quanh mình đều sáng, ai cũng đều viên mãn thần thông. Đường xa muôn dặm tây đông, nhưng đi chỉ mất độ trong phút giờ. Người cõi ấy thường trưa mỗi bữa đi cúng dường Phật ở khắp nơi, đi về trong buổi ngọ thời, người nào cũng muốn thỉnh lợi Như Lai, nên ai cũng đồng giai Bồ Tát, không người nào xa lạc phàm phu. Hạ ngương kẻ phát tâm tu, cầu về cực lạc là đầu nhập môn. Cõi ấy vốn người nhân thiện cả, ai muốn sang phải dạ lương hiền. Cõi sen người phải như sen, gần bùn mà chẳng ố quen mùi bùn. Cõi lành kẻ giữ hung khó bước, Phật từ bi chẳng rước bất lương.
muốn về cực lạc Tây Phương, các điều hung dữ chớ dương điều nào. Năm 2013, ngoài hai thời lễ niệm sớm tối ra, em còn tăng thêm thời giữa trưa. Qua năm sau thì em trở lại hai thời, vì không muốn phô trương hình thức và sức khỏe cũng không khả quan lắm. Bởi sự tu hành quý ở thành tâm, ở thực chất, chứ không phải ở hình thức bên ngoài. Có lần em khuyên chị nên niệm Phật thầm trong tâm, chứ đừng nên niệm Phật ngoài miệng, vì niệm Phật ngoài miệng không có được bao nhiêu mà lại mệt lắm. Thấy chị hay nổi quạo hay la rầy, nên lần nọ em hỏi chị: "Chị có biết hai ông thần, ông thiện và ông ác ở trong chùa không chị?" "Biết, tu hành mà khó khăn quá đứa thành thần đó." Và còn nói: "Tu mà cái mặt cứ cà nhăn hoài là thành thần giữ núi đó." Cũng nhiều lần em khuyên chị đừng nên lập gia đình, nếu có gia đình sẽ không được tự do hành đạo mà cũng rất là khổ. Đặc biệt là em hay ca ngợi những người nữ có dốc dáng giống người xuất gia, và khuyên chị cần phải tu dưỡng hành đức. Còn dẫn chứng: "Lớn lên phận gái cần chuyên." Trong nhà có treo hai bức tranh Rồng Phụng, em nhờ cha gỡ đem xuống. Em nói với chị: "Hai bức tranh cũ này nó không phù hợp với gia đình mình, để em làm hai bức tranh khác để gia đình mình nhìn mà tu hành." Và em tháo kiến ra, bèn dùng dầu lửa và giấy giấm bôi vào để cạo sạch sẽ, rồi lấy giấy canh màu, loại giấy mà người ta thường dùng trang trí trên các sườn xe đạp, cắt thành hình bông sen và các mẫu chữ cái, dán lên thành bức tranh mới. Một bức là tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền. Còn bức tranh kia: "Ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên." Em làm rỉ mọ cả tháng trời mới xong. Khi treo lên, em nói với chị: "Em dán mấy câu này để cho cha, mẹ và chị xem." Lúc ấy đúng dịp đón xuân năm 2015. Cũng từ đó trở đi, em ít nói chuyện hơn trước, hoài nghi càng nghiêm cẩn hơn trước, thường ngồi một mình trầm ngâm im lặng. Đến cuối tháng 2, sau khi buổi công phu tối lễ Phật sám nguyện xong, thấy trong người hơi mệt, em không ngồi niệm Phật mà đi ra nhà sau. Chợt bị té xỉu, vài phút sau tỉnh lại. Gia đình đòi đưa đi bệnh viện, em không chịu. Thấy mẹ khóc, hôm sau em phải theo cha để đến bệnh viện Tâm Đức khám bệnh, mang thuốc về uống. Đến ngày 18 tháng 3, đường tiêu hóa của em hơi kém, ăn uống không được ngon. Chị em mới nói: "Em đi bác sĩ khám bệnh đi." Và còn hỏi: "Em có sợ chết không?" "Em không có sợ chết, tại vì cái nghiệp em phải trả. Đi bác sĩ nó còn dây dưa hoài à chị ơi. Chị đừng có nói với mẹ, bởi vì mẹ kêu em đi bác sĩ thì em phải đi. Chị giấu đừng có nói với mẹ giùm em. Em mà chết chắc mẹ chết theo đó." "Không có đâu, em chết mẹ còn có chị mà." Chiều ngày 21 tháng 3, thấy em mặc chiếc áo tràng bị chật cứng, chị mới nói: "Em cho chiếc áo tràng đó cho chị đi, nữa mẹ may cái áo khác cho em." "Thôi khỏi may, để ba hôm nữa em cho chị cái áo tràng này luôn." Chị ngỡ là ai đó đã hứa cho em mình cái áo tràng mới rộng hơn, vừa định hỏi thì thấy em đã bước đến ngôi Tam Bảo đảnh lễ, nên định bụng chừng nào công phu xong sẽ hỏi, nhưng rồi lại quên bẵng đi cho đến 3 ngày sau, là ngày 24. Sáng ngày 24, thực hành công khóa xong, em nói với cha rằng mình thèm ăn chôm chôm, nhờ cha đi mua cho mình. Cha em vô cùng hoan hỷ nên đi liền. Mà lạ một điều là hồi nào tới giờ em chưa từng thèm chôm chôm cái kiểu này. Kế đó, người chị đi chợ bèn hỏi: "Chị đi chợ mua thuốc cho chị, em ăn cháo không? Sẵn chị mua cháo luôn." Em đáp: "Ừ, chị đi nhanh nhanh về để thôi không gặp mặt em." Chị em hỏi: "Đi nhanh nhanh về cho em ăn, em đói bụng hả gì?" Em không trả lời mà đi thẳng ra nhà tắm rồi tắm sớm. Tắm xong rồi em vào nói với mẹ: "Mẹ bóp cái lưng giùm con mỏi quá."
Lúc đó mẹ em đã trải chiếc chiếu trên nền gạch của nhà sau. Em đến ngồi kề bên bà và nói thêm: "Mẹ ơi mẹ, mẹ ở lại ráng lo tu hành, mẹ đừng quan tâm tới con." Nói xong, em chắp tay lại niệm Phật trong tư thế ngã người dựa vào mẹ. Niệm Phật được hơn 5 phút thì em thở một hơi dài rồi duỗi ra, tự sửa mình thẳng thớm, nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng. Lúc ấy gần 6 giờ sáng ngày 24 tháng 3 năm 2015, em hướng dương 17 tuổi. Thấy con mình đã thực sự ra đi, mẹ em liền ra phía sau nhà gọi to, báo tin cho các chị em của bà hay. Phút chốc mọi người lần lượt kéo đến. Chị của em đi chợ về, mới dừng xe xong, người gì ở trong nhà chạy ra cho hay đứt lời đã mất. Cô thất kinh hồn vía, tối tăm mặt mày, đôi chân bủn rủn không đi được nữa, phải nhờ người gì dìu vào nhà. Vô thẳng nhà sau, thấy em mình đang nằm, cô nhỏ lại ôm chầm lấy thi thể của em mình, tay đặt lên trái tim của em để xem tim còn đập hay không. Mẹ cô đang niệm Phật bèn ngưng lại nói: "Thôi, em con mất rồi, con đừng có đè nó nữa." Kế đó mọi người đưa thi thể của em lên giường và tiếp tục hộ niệm. Trong khi tâm trí bấn loạn, không cam tâm chấp nhận cái cảnh vĩnh biệt, thì chị của em bắt gặp một mùi hương kỳ lạ từ thi thể của em mình phát ra, không giống bất kỳ loại hương thơm nào. Nhờ đó mà tâm trí dần dần an định trở lại. Trong gia đình chỉ có mẹ tương đối cứng cỏi hơn cha và chị của em, nên em đã nhờ cha đi mua chôm chôm. Đây quả là em đã chủ động cách ly những duyên trở ngại cho việc giảng sanh của mình. Lễ an táng được tiến hành trong ngày. Khi nhập liệm vào giữa trưa, gương mặt của em hồng hào, sáng đẹp, tươi vui, mùi hương trên thân hãy còn, các khớp xương mềm mại và đỉnh đầu rất nóng. Thuật theo lời Nguyễn Văn Ngon, Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, cha, mẹ và chị của em. Lời phụ. Bức tranh thứ nhất: tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa, vợ thuận, cháu con thảo hiền. Chữ tu ở đầu câu thứ nhất có nghĩa là tu tạo, là tạo tác, sự ra công, ra sức nỗ lực. Tu có hai lãnh vực là làm lành và lãnh giữ. Một, lãnh giữ, bỏ những xấu ác, tà dại của thân khẩu ý, tu sửa. Hai, làm lành, tất cả mọi hành động của bản thân, lời nói của miệng và ý nghĩ trong lòng luôn luôn hướng đến những điều thiện, ích lợi mọi người, ích lợi chúng sanh, tu bổ. Chữ cầu trong câu thứ nhất chỉ cho lòng mong muốn, nguyện vọng, hy vọng, mơ ước. Bốn chữ gia đạo vuông tròn chỉ về lý thể. Câu thứ hai, chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền, chỉ về sự tướng. Hợp bốn chữ gia đạo vuông tròn và tám chữ chồng hòa vợ thuận, cháu con thảo hiền lại, chỉ cho thành quả tốt đẹp mỹ mãn, trọn vẹn, không khiếm khuyết. Đây là niềm vui, thiên luân theo lý niệm cổ của người Đông Phương. Theo luật nhân quả thì muốn ăn dưa thì phải trồng dưa, muốn dùng đậu thì phải gieo đậu, mong hưởng quả gì thì phải gieo trồng nhân đó. Ý nghĩa đại khái của hai câu trên là: nếu mình muốn hưởng thọ cái niềm vui thiên luân ở lúc tuổi xế chiều, như là gia đình hòa thuận, êm ấm, con cháu hiếu thảo hiền lành, thì chính mình khi còn trẻ khỏe phải gắng hết sức làm tròn bổn phận và trách nhiệm, nêu gương cho con cháu, người thân trong nhà. Rồi kế đó mới dùng lời lẽ khuyên dạy chỉ dẫn. Nếu không như thế, nghĩa là đối với cha mẹ mình không hiếu kính, phụng dưỡng, đối với vợ chồng, con cháu mình vô trách nhiệm, không tuân giữ thường đạo, nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, không hành thiện tích đức, ngũ giới thập thiện, mà mong có được gia đình hòa thuận, con cháu ngoan hiền, hiếu hạnh là điều vô cùng phi lý. Những người Tây Phương du lịch sang các nước Á Châu, họ rất đổi kinh ngạc khi chứng kiến hiện tượng tam đại động đường hoặc tứ đại động đường. Họ không thể hiểu nổi tại sao ba bốn thế hệ lại có thể cùng sống chung với nhau một nhà. Ngày nay ở phương Tây, tỷ lệ người già tự tử ngày một tăng cao. Lý do là vì họ bị con cháu bỏ rơi,
nên rất buồn khổ khi nằm ở viện dưỡng lão để chờ chết. Người Đông Phương chúng ta hiện thời chạy theo văn minh vật chất, từ từ dứt bỏ thuần phong mỹ tục, luân lý đạo đức lần hồi sa sút, tục dốc đến mức báo động, vô phương cứu chữa. Có nhiều kẻ lớn rồi quên lãng, nuôi mẹ cha tính tháng tính ngày, lại còn nhiều tiếng đắng cay, sao không chết phước sống hoài làm chi? Bức tranh thứ hai: ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Đắc đạo là chứng đắc đạo quả, quả thấp nhất là tu đạo hoàng, vị bất thoái, còn gọi là nhập lưu vào dòng thánh. Quả vị tận cùng là vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay còn gọi là diệu giác, tức là Phật quả của viên giáo. Cửu quyền gọi đủ là cửu quyền thất tổ, theo nghĩa hẹp là chỉ chung cho tất cả ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời. Hai chữ mê đồ nghĩa là con đường mê mờ tối tăm, lầm lạc tà dại. Chữ tiên ở cuối câu thứ hai không có nghĩa hạn hẹp là chỉ cho tiên nhân chư thiên, mà là đại từ đối lập lại với chữ tục, tiên tục, tương đương với các cặp từ thánh phàm, bồ tát, chúng sanh, Phật, ma. Vậy thì thoát chốn mê đồ, ra khỏi nẻo đường tà dại lầm lạc là nhân, mà đến cảnh tiên cõi an lạc tốt lành là quả. Bởi vì mức độ mê mờ có cạn có sâu, cho nên cảnh giới an lạc có rộng hẹp, có tương đối tuyệt đối, có chưa viên mãn và viên mãn. Giả như ở trong phàm thánh đồng cư độ thì tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là mê đồ, mà quả báo của tam thiện đạo, trời, người, Atula là cảnh tiên. Nhưng phàm thánh đồng cư độ mà so với phương tiện hữu dư độ thì trời, người, Atula là mê độ, mà tứ thánh pháp giới là cảnh tiên. Nếu đem phương tiện hữu dư độ mà so với thật báo trang nghiêm độ thì tứ thánh pháp giới là mê độ, vì chưa minh tâm kiến tánh, còn nhất chân pháp giới là cảnh tiên. Sau cùng, nếu đem thật báo trang nghiêm độ mà so với thường tịch quang độ thì cũng như trên. Tu đắc đạo thì có hai cách: một là tự lực, hai là tha lực, nhị lực. Mà trong kinh Tượng Pháp Quyết Nghi, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã chọn lựa cho chúng ta thời kỳ chánh pháp với luật thành tựu sau Phật nhập diệt. 1000 năm thứ nhất, người giữ giới đầy đủ sẽ đắc đạo. Thời kỳ Tượng Pháp thiền định thành tựu, 1000 năm thứ hai sau khi Phật nhập diệt, ai tu đạt được định sẽ đắc đạo. Thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu, sau 2000 năm trở đi, người tu nên tu niệm Phật cầu giảng sanh, nếu đầy đủ tín nguyện chắc chắn sẽ đắc đạo. Tự lực là tự dùng sức của mình tu thẳng đến diệu giác, Phật quả viên mãn, thì trước nhất phải đoạn kiến hoặc và tư hoặc, chứng A-la-hán, được vào phương tiện hữu dư độ, rồi tiếp tục đoạn trần sa và căn bản vô minh hoặc, chứng quả sơ trụ của viên giáo hay sơ địa của biệt giáo, tức nhập vào thật báo trang nghiêm độ, rồi phải lần lượt đoạn 41 phẩm tập khí vô minh để phần chứng pháp thân, cho đến viên mãn cứu cánh Phật quả sẽ nhập trọn vẹn thường tịch quang độ. Vì phải trải qua thứ lớp nhất định như đã kể trên nên gọi là thù xuất, ra khỏi sanh tử luân hồi, chứng quả Phật rốt đáo theo chiều đứng từ dưới thẳng lên trên. Cách tu này rất khó. Cổ Đức dùng hình ảnh con mọt ở trong gốc cây tre ra bên ngoài, bằng cách đục từng đốt, lên đến tận ngọn rồi mới chui ra ngoài, nên rất lâu và rất khó. Còn tha lực là pháp môn niệm Phật cầu giảng sanh, ngoài sức của chính mình ra, còn có lực nhiếp thọ của Đức A-di-đà Phật. Mặc dù nghiệp còn mà được ra khỏi phàm thánh đồng cư độ, cõi ta bà của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, được sinh sang phàm thánh đồng cư độ, cõi cực lạc của Đức Phật A-di-đà, cũng giống như con mọt không đục từng đốt lên trên ngọn cây tre để ra ngoài, mà chỉ đục ngang qua đốt tre để chui ra bên ngoài. Vì vậy nên rất nhanh và rất dễ. Con đường này là hoành siêu, từ phàm phu còn giấy đầy hoặc nghiệp mà được thoát khỏi sinh tử luân hồi, thẳng vào Phật quả viên mãn theo chiều ngang, vì không qua thứ lớp đoạn hoặc như tự lực ở trên.
Giả lại bốn cõi của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là pháp tướng độ, nên có riêng biệt, có ngăn ngại, có chia cách. Còn bốn cõi của Đức Phật A Di Đà là pháp tánh độ, nên dung thông nhau. Đây là điểm rất đặc biệt hy hữu, bất khả tư nghị. Do đó, mười phương chư Phật đều tán thán thế giới cực lạc, đồng thời khuyên chúng sanh trong cõi nước mình nên nguyện sanh về đó. Cho nên khi giảng sanh là nhất sanh nhất thiết sanh, nghĩa là đã sanh sang cõi phàm thánh đồng cư độ của Đức Phật A Di Đà thì cũng đồng được vào phương tiện hữu di độ, thật bảo trang nghiêm độ và thường tịch quang độ. Cho nên giảng sanh tức là thành Phật, hay giảng sanh tức là đắc đạo. Vậy thì ý nghĩa hai câu ráng tu đắc đạo cứu cửu quyền, thoát chốn mê độ đến cảnh tiên. Người tu theo pháp môn Tịnh độ thì tạm hiểu đại khái là ráng niệm Phật giảng sanh Tây phương, học đạo cho hoàn toàn, rồi trở lại cứu độ ông bà cha mẹ cũng như tất cả chúng sanh. Như thế sẽ được vĩnh viễn không còn khổ nạn mê độ, hưởng quả an lạc trường cửu, bất sanh bất diệt cảnh tiên. Hai bức tranh mà Đức Lợi làm để lại cho cha mẹ và chị xem, để theo đó mà tu, quả thật rất xác đáng, khế hợp với lời của cổ đức: dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo, nhân đạo bất tu, tiên đạo diễn hỷ. Tạm hiểu là chúng ta muốn thành Phật, thành tiên, sư phạm nhập thánh thì trước hết phải tu cho được cái đạo làm người. Bởi vì nhân đạo là gốc rễ, là nền tảng của Phật đạo. Nếu như là một con người tốt trong xã hội làm còn chẳng xong mà mong đạt đến quả vị tiên Phật là chuyện mộng mị xa vời. Dù rằng đối với Tịnh Độ Tông vẫn có những trường hợp sám hối vãng sanh, tức là có người cả đời tạo ác nghiệp, đến giờ phút lâm chung duyên mài gặp được thiện tri thức khai thị hướng dẫn cho pháp môn Tịnh Độ, người ấy nghe xong bèn chí thành sám hối, liền niệm Phật cũng được vãng sanh. Nhưng số người ấy rất hiếm hoi, vẫn là thiểu số, do thiện căn quá khứ quá lớn và chín muồi. Cho nên chúng ta đừng nên nuôi cái tâm lý cầu may ấy, cần phải nỗ lực trong lúc bình thời. Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, số 1355 Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net hoặc diệupháp-am.vn. 100. Bé Hoa Minh, 8 tuổi. Sự tu đừng đợi xế chiều, mồ chôn nhiều kẻ tuổi đời còn xanh. Mạng người hơi thở mong manh, hít vào chẳng được trở thành đời sau. Khuyên ai gấp gấp mau mau, nhất tâm niệm Phật tẩu đào trần mê. Tây phương Tịnh độ quyết về, không còn muôn kiếp thảm thê nổi chìm.